Xin chào anh em. Như các bạn đã thấy ở đây, mình đã hoàn thành xong bộ 3 nhà trong tổng số bộ City Corner. Nhưng rất tiếc là nó có 5 mô hình chứ không phải là 3. Và ở đây mình đã order được thêm 2 mô hình còn lại, 2 căn nhà còn lại. Một là tiệm bánh và một là tiệm cà phê, cho đủ hoàn thiện bộ 5 mô hình này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành lắp bộ cà phê trước. Trước tiên là mình sẽ lắp bộ 1. Đây là sản phẩm của chúng ta đây, hai bộ còn lại. Giờ mình sẽ tiến hành bóc hộp. Trên tay mình hiện nay đây chính là hai bộ của City Corner, bao gồm Honey Sweet Dessert House và Crossroad Cafe. Giờ mình sẽ tiến hành lắp bộ cà phê này trước, bởi vì theo thứ tự thì đây các bạn có thể nhìn thấy theo thứ tự thì nó phải là bộ cà phê trước. Bộ cà phê này bao gồm 322 mảnh, có thể là thừa hoặc thiếu nhưng vẫn đủ cho bạn để lắp ráp. Tông màu chủ đạo của nó vẫn là màu nâu, thực ra màu sữa nó hơn đúng chất của cà phê, nói chung là màu cà phê. Có vẻ như bộ này sẽ đơn giản hơn các bộ trước một chút. Mã sản phẩm của bộ này là C0102, nhà sản xuất Quimen. Ok, giờ mình tiến hành mở để xem bên trong có những gì. Như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 túi ghép được phân chia rõ ràng. Các túi ghép này nó sẽ có những bộ phận nhất định, nhưng chúng ta cần phải phân chia rõ ràng và đừng để chung. Để chung sẽ khiến bạn rất là khó tìm kiếm. Và một quyển sách hướng dẫn là không thể thiếu. Yeah. Chắc chắn là mình sẽ sử dụng được cái này lát rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành phân chia. Rồi, giờ mình tiến hành phân chia từng mảnh một. Như vậy mình đã bóc và phân chia ra đủ thành 6 phần khác nhau. Trước khi lắp thì hãy lưu ý rằng trước tiên là bạn phải làm theo hướng dẫn ở lần lắp đầu tiên để tránh mất thời gian cũng như lắp sai. Thứ hai, sau khi lắp hoàn thành xong, nếu bạn cảm thấy còn thừa quá nhiều đồ, không phải là do bạn lắp sai thiếu đâu, mà về cơ bản là đơn vị sản xuất cố tình đưa cho bạn thừa các chi tiết để bạn thay đổi tùy thích, hoặc là cái chi tiết cần thiết thì nó lại không đúng màu, nên trường hợp này là rất hiếm xảy ra. Ngoài ra, nếu đây không phải là bộ đầu tiên bạn lắp, tức là bạn đã lắp bộ này trước một hai sản phẩm rồi, chắc chắn cái lượng những cái mảnh Lego còn thừa là rất là nhiều, hãy tận dụng chúng có thể. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp.
high.